dân Việt Nam 60 tuổi trở lên không có lương hưu có số lượng khá nhiều. Vậy 60 tuổi không có lương hưu thì được hưởng chính sách gì? Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người lao động nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ được hưởng lương hưu, đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một đối tượng là chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, nhưng chưa đến độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì sẽ được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 như sau. Người lao động 60 tuổi chưa đáp ứng điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và thêm điều kiện là chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu mà không bảo lưu hoặc nhận bảo hiểm xã hội một lần thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đối tượng được hưởng Khoản 1 điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nêu rõ điều kiện để người lao động được trợ cấp hàng tháng là đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây. Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thời điểm Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực, tức là lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng và lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trong đó điều kiện hưởng lương hưu được nêu tại điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 là có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và một trong các trường hợp sau đây. Đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, tức lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng và lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng, trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc làm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên thì được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn không quá 5 tuổi, tức là 56 tuổi 3 tháng với lao động nam và 52 tuổi với lao động nữ tính từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025. Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với điều kiện lao động bình thường, tức là từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 lao động nam 51 tuổi 3 tháng và lao động nữ 46 tuổi 8 tháng và có đủ từ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò, người bị nhiễm HIVS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi làm nhiệm vụ được giao. Công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cụ thể, từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ có quy định khác, có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu, có yêu cầu được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình theo thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Như vậy, người lao động 60 tuổi chưa đáp ứng điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và thêm điều kiện là chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu mà không bảo lưu hoặc nhận bảo hiểm xã hội một lần thì được trợ cấp hàng tháng Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất được tính theo khoản 2 điều 23 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Căn cứ và điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Giả soát xem xét điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội định kỳ 3 năm. Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng. Để được hưởng trợ cấp hàng tháng, người lao động đáp ứng điều kiện phải gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội, trong đó hồ sơ bao gồm Sổ bảo hiểm xã hội, văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng, thời gian giải quyết trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, nếu không giải quyết thì trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối căn cứ điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Khoản 6 điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định người đang trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội. Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên, trong đó người được hưởng trợ cấp hàng tháng là người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tức dưới 70 tuổi. Do đó, khi người lao động từ đủ 60 tuổi trở lên đến dưới 75 tuổi và thuộc trường hợp không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tại dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, phần các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội không liệt kê đối tượng này mà chỉ đề cập đến. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, cựu chiến binh thanh niên sung phong, cựu dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc. Do đó, trong buổi thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 10, có đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, đây mới dừng lại ở đề xuất trong buổi thảo luận chưa được luật hóa cũng như đề cập đến trong dự thảo nên chưa có cơ sở để xác định quy định này sẽ được áp dụng trong thời gian tới. Độ tuổi nghỉ hưu năm 2025, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu khi đảm bảo điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, người lao động trong điều kiện lao động bình thường, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, đến khi đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đóng bảo hiểm xã hội 15 năm được hưởng lương hưu. Những người khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội đủ tuổi nghỉ hưu, có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định và có thời gian đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của chính phủ, bị nhiễm HIVS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Dù giảm thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí, nhưng tỷ lệ hưởng lương hưu cao nhất vẫn ở mức cũ theo quy định hiện hành là 75%. Những người khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu. Cụ thể, căn cứ theo điều 66 về mức lương hưu hàng tháng tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì mức lương hưu hàng tháng của đối tượng đủ điều kiện nghỉ hưu được tính như sau đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Đối với lao động nam, bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 20 năm đóng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Các hình thức nhận lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Căn cứ theo điều 93 và điều 114 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định có 3 hình thức nhận lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng giống với quy định hiện hành gồm thông qua tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng, trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền thông qua người sử dụng lao động có ba hình thức nhận lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng giống với quy định hiện hành đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 có hai hình thức nhận lương hưu là thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tài khoản ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền